Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda Super Cup độ phong cách Chrysler của siêu sao nhạc rap Thái Lan. Cup FI là một dòng xe 110cc của nhà Honda Thái Lan sản xuất, có tên gọi là Dream FI ở Đức hình chữ S. Cái dòng xe này được cộng đồng chơi xe rất yêu thích bởi về độ chế. Và chiếc Cup FI thuộc sở hữu của Joey Boys, một siêu sao nhạc rap của Thái Lan, dọn theo một cách Chrysler. Cái chiếc xe độ được một xưởng độ xe vô cùng nổi tiếng ở nước Thái thực hiện. Tất cả mọi thông tin dưới đây đều dịch từ tiếng Thái lại, nên nếu có nhiều sai sót mong anh em thông cảm nhé. Theo trang này đưa tin thì cái siêu sao nhạc pop Joey Boys đã yêu cầu cái xưởng độ này phải độ chiếc xe huyền thoại thành một cái chiếc xe độ theo dạng là đa địa hình để thỏa mãn những niềm đam mê với bộ môn xe đua địa hình của mình. Một trong những người thợ tại xưởng độ cho biết, cái xưởng đã bắt đầu lên bản vẽ và dọn lại chiếc xe, rồi lên khuôn mẫu của cái dòng là Cup FI 2008. Điểm làm đau đầu ở đây là cái mẫu xe độ này theo yêu cầu của Joey là khá khác với phiên bản là Honda sản xuất. Khung cầm của xe giống nhau nhưng các độ phải cắt nhỏ phần yên và dè sau, loại bỏ tất cả những cụm đồng hồ, bố trí lại đèn pha và tạo ghi đông. Và cụm tay thắng đi theo một cách là tracker mới nhất với phanh và cụm đồng hồ hoàn toàn mới này. Thông thường xưởng độ vẫn giữ lại bộ phận động cơ nguyên bản là xe. Thế nhưng yêu cầu của chủ xe còn mong muốn là phải tăng sức mạnh nội công cao hơn cho chiếc Cup FI của mình, để cái mẫu xe này có thể chạy trên nhiều chế độ sức mạnh khác nhau, cho chủ xe khả năng chinh phục được tất cả những cung đường khác nhau. Giải pháp mà người thợ ở phía Thái Lan đưa ra là họ nâng cấp cái trái piston của xe lên kích thước lớn hơn, có dụng hệ thống là phun xăng 125cc của nhà Honda để hộp số nguyên bản, loại bỏ hộp số nguyên bản, thay vào đó cái dụng cái hộp con tay. Ống xả của xe cũng được nâng cao lên đúng dạng là Chrysler. Cây phục OKD ở phía sau cũng được thay thế kích thước là cao hơn so với phục xin theo xe. Thương hiệu giảm sốc này có nguồn gốc đến từ Thái Lan và gần như chưa được đông đảo dân Việt Nam là biết đến. Và đây là vài góc ảnh chi tiết về Cup FI. TX110, cái chú khủng long với dàn đầu MT09. Yamaha TX110 là một dòng xe mang trên mình những thứ cơ bản nhất của chiếc phân khối lớn. Và có nói mẫu xe này là cái bàn đạp dành cho những người muốn chơi xe con tay phân khúc là cao hơn. Và dưới đây là một người yêu thích cái dòng xe này đã dành cho nó một bản độ cực chất. Tổng thể TX110 độ khủng với bộ tem chùm đỏ đen. Ngoài ra hai bên cánh bửng được chế nhựa liền lạc hơn. Không quên kể đến cái phần ốp chống đổ ở dưới bộ bề độc máy. Nói về phần đầu tay được, cái chó đèn đã được độ lại phong cách mặt nạ MT09 khác biệt. Phần đầu trước có thể thêm mặt nạ là cái đèn CX40, đi kèm cái chụp cốt trước CNC hình sao biển. Bao tay Blitzbeat độc lạ. Kiến gù tay lái Power Racing. Ghi đông Rizuma đem lại cốc lái tốt hơn. Ngoài ra còn có xi nhanh chống gãy thương hiệu của Blitzbeat. Tay con, tay thắng Alin BX2 của Thái. Cái cụm công tắc Blitzbeat được bắt thêm cho nhiều cái chức năng hơn chủ xe yêu hiểu thức. Độ yên bánh lên cao so với xin. Phần yên được thiết kế solo ốp lốc CNC, phát tăng sên Shema, cản sao CNC. Phần biển số được ốp gầm tự như phong cách phân khối lớn thụ. Ngoài ra xe còn có thêm chắn vùng sau. Phần quyết định quy lực chỉ xe là cây bồ H-Medis, thương hiệu của HXC. Cảm ơn bạn theo dõi này là cái tiếp, nhớ like, subscribe.